Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Trong video của ngày hôm nay mình cập nhật các bạn về cái dự án mình đào đồng là Binance Network và dự án này hiện tại đang có hai cái thông tin mới nhé. Thứ nhất thì mình sẽ là hướng dẫn bạn là liên kết ví nhé, tức là mình sẽ là liên kết cái ví là Trust Wallet hay là ví MetaMask vào cái app mình đang là đào đồng B này. Và tiếp theo thì hiện tại đấy đang mở một cái đợt là Kyc nhé các bạn bấm vào đây các bạn nhìn thấy là đang tiến hành mở cái đợt Kyc trong cái quý 3 Trước tiên thì mình dịch qua cho bạn về cái thông tin là KIC để cho bạn nắm bắt được nhé Và các bạn lưu ý cho mình là dự án này thì mình thấy có rất nhiều các bạn đã nói với mình là hiện tại thì cho KIC bằng hộ chiếu Nhưng mà nhiều bạn dùng cái căn cước công dân nhé Thì vẫn KIC được và mấy bạn ấy nói là nếu mà mình dùng cái căn cước công dân thì KIC nó sẽ là rơi tầm là một tuần thì hệ thống sẽ là xác minh cho mình nhé Còn cái đợt này thì mình thấy là vẫn dùng cái hộ chiếu mà KIC như vậy cái thông tin mà cái C này mình có dịch ra tiếng Việt. Ở đây thì hệ thống nói là cái đợt cái C này thì vẫn là hỗ trợ cho là chứng minh thư của là 8 quốc gia nhé. Và Việt Nam mình thì vẫn là dùng cái hộ chiếu và hệ thống có nói là hãy chuẩn bị những cái hộ chiếu. Vì cái mà dùng hộ chiếu thì vẫn là khá là nhiều. Còn so với cái mà dùng chứng minh thư thì hỗ trợ là 8 quốc gia nhé. Tiếp theo nữa thì các bạn để ý cho mình là có rất nhiều những bạn nói mình là mặc dù là hệ thống cho Việt Nam mình cai một hộ chiếu nhưng mà các bạn đấy là dùng cái căn cước công dân thì các bạn đấy vẫn vượt qua c nhưng mà hệ thống xét duyệt trong vòng là một tuần để mới là thực hiện xong cái kc của mình nên bạn nào mà không có cái hộ chiếu thì các bạn thử dùng cái căn cước công dân nhé để các bạn là thực hiện kc nhé và cái đợt kc này sẽ là kết thúc vào ngày 29 nhé bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 này và sẽ là kết thúc vào ngày 29 tháng 9 như vậy cái mà thông tin kc này thì mình sẽ để cái video mà hướng dẫn kc cho bạn nhé vì kyc cái appy này nó cũng khá đơn giản thôi. Các bạn xem lại cái video trước đây mình có hướng dẫn rất là kỹ về kyc bằng hộ chiếu đấy. thì bạn nào mà không có hộ chiếu, các bạn cứ dùng thử cho mình cái căn cước công dân để bạn kyc thì bạn bấm vào phần là hồ sơ. tiếp theo nữa thì bạn click vào cái mục là xác minh kyc ở đây thì mình đã là kyc rồi nên là nó hiện lên là mình đã là xác minh rồi nhé. còn nếu như mà các bạn mà chưa kyc thì các bạn click đây các bạn tiến hành kyc nhé. bạn nào không có hộ chiếu thì các bạn cứ dùng cái căn cước công dân nhé. Rồi tiếp theo nữa thì một cái thông tin là mình muốn là cập nhật các bạn là một thông tin rất là vui là trên cái app B này đã là cho mình là liên kết ví vào đây thì các bạn có thể dùng ví MetaMask hay là ví chất quan lịt đều được. Ở đây các bạn kéo lên các bạn nhìn thấy là một cái bản cập nhật version mới nhất là 1.7.6 nhé. Tức là mình cần phải là nâng cấp cái app lên phiên bản mới nhất là 1.7.6 bằng cách là bạn vào cái Set Play hay là trên App Store của iOS ấy, bạn ghi mình cái chữ là Bnetwork và bạn sẽ là update nhé. Cái trường hợp mà bạn click vào phần là hồ sơ này, tiếp theo thì bạn click vào phần là, à, tài khoản và bảo mật này nhé. Thì các bạn nhìn thấy là nó có cái liên kết ràng buộc số điện thoại này, liên kết cái tài khoản này, Apple này, hay là mình liên kết cái tài khoản Google và liên kết Facebook. Nhưng mà nó không hiện cái mục cho bạn là liên kết cái ví ở bên dưới. Thì các bạn sẽ là vào cái cửa hàng à, Play trên Android. Và nếu như bạn nào dùng iOS, các bạn truy cập vào cái app to này, các bạn ghi cho mình cái chữ là B Network Rồi cái trường hợp mà các bạn ghi chữ là Binance Network này các bạn thấy là nó chỉ có chữ mở mà nó không hiện lên cái chữ là cho bạn cập nhật nhé. Thì các bạn bấm tay đây một cái nhá. Đó các bạn bấm đây. Khi các bạn bấm vào nhìn thấy nút là cập nhật này thì các bạn sẽ bấm vào là mình cập nhật lên cái version mới nhất thì mình mới là liên kết cái mã ví được. Như vậy bây giờ mình sẽ là mở lên nhé. Mình vừa là cập nhật xong thì mình sẽ là mở lên nhá để xem là cái giao diện mới của nó phần là mình liên kết ví đấy. Rồi các bạn sẽ bấm vào phần là hồ sơ này nhé Để mình kiểm tra xem nào cái mục là liên kết ví có chưa nhé Các bạn bấm tiếp vào cái mục là tài khoản và bảo mật Như vậy thì các bạn nhìn thấy chữ bên dưới này Tức là đã là cho mình là cái giao diện cho mình là liên kết ví nhé Các bạn click đây nhé trên ví này sẽ là hỏi mình là chọn một trong hai cái ví này thì các bạn có thể là lựa chọn là ví Metamask hay là ví chất quan lịt nhé. Hiện tại thì cái ví Metamask thì mình đang muốn là tạo một cái ví mới để mà chuẩn bị đón mai net của đồng nó co đấy thì mình sẽ liên kết bằng cái ví mới cho nó đỡ bị là hack tài khoản và trước đây mình dùng cái ví cũ này mình liên kết rất là nhiều trang web bên ngoài và mình swap rất nhiều lần nên là mình sẽ là dùng cái ví trước mình làm demo cho bạn nhé và video sau mình sẽ là hướng dẫn bạn là tạo một cái ví MetaMask mới để các bạn liên kết với cái app mình đào là đồng co đao nhé như vậy bạn nào mà muốn liên kết ví nào thì bạn click ở đấy nhá thì mình làm demo là mình sẽ chọn cái ví là trước con mình bấm vào đây như vậy thì nó sẽ là mở cái ví chớt của mình lên thì các bạn nhớ là chụp ảnh màn hình lại để mình nhớ là mình đang liên kết với cái ví chớt nào. Nếu như mà trường hợp các bạn cài rất nhiều một cái ví ấy, thì các bạn sẽ là tạo được rất nhiều cái tài khoản mà các bạn lại quên mất là mình đang là dùng cái tài khoản ví nào. Mình liên kết thì các bạn chụp ảnh màn hình lại cái bước này của mình mình nhớ là mình đang dùng cái ví năm mình click là kết nối nhé. Và bạn nào muốn liên kết ví Metamask thì bạn làm y mình là được. Ở đây mình click vào là kết nối này. Rồi, như vậy các bạn nhìn thấy là tiếp bước nữa đấy, các bạn click đây, mình là, đây, mình là uh, in Now, tức là mình uh, tiến hành đăng nhập app nhé. Mình phải quét. Như vậy, đến bước này các bạn nhìn thấy là yêu cầu chữ ký là mình đang là liên kết từ cái ví. Thì các bạn nhớ là mình liên kết ví nào các bạn nhớ chụp ảnh lại nhé. Bên dưới là cái tên miền của ứng dụng mình đang là phân tán liên kết là bi.com và các bạn click là xác nhận. Rồi như vậy thì mình vui lòng đợi một chút cho hệ thống liên kết nhé Đây các bạn nhìn thấy là mình đã liên kết nhé Và liên kết xong thì các bạn nhớ là bảo mật kỹ cái ví của mình nhé Chớ dùng cái ví đấy để mà liên kết nhiều những cái trang web bên ngoài Để phòng cái trường hợp mà các bạn số át quay dính đồng quay nào sực cam ấy Nó sẽ là hack mất cái ví của các bạn nhé Bây giờ mình mở lại cái mục là liên kết ví mà nó báo sao khi mà các bạn mở vào thì nó sẽ có hai cái chỗ này. Thứ nhất mình hủy bỏ, còn bên này để mình tháo liên kết nhé. Như vậy thì nó sẽ cho mình thay đổi cái ví. Nếu như mà các bạn không muốn liên kết ví này, các bạn có thể là tháo liên kết và các bạn liên kết lại cái ví khác nhé. Và tạm thời thì cái mục liên kết này nó mới có, nó cũng chưa là cập nhật thêm những chức năng như là sau này ấy. mình có thể là mình rút cái đồng cái đồng bi này về đâu thì mình nghĩ là có thể sau này mình sẽ là rút về theo cái mã ví mình liên kết. Và hiện tại thì chương trình mà kyc thì vẫn là rất nhiều người chưa được kyc. Cũng như là cái app bin này thì mình vẫn là đang khai thác còn là chưa rút đi đâu chưa bán được nhé Và có rút được thì chỉ là rút với phần game nhé Cái phần mà các bạn chơi game ở đây này Có chữ là ơn linh gì nhé Thì à, mình chơi game thì cái đồng xu mình chơi được nó sẽ đổi sang cái đồng là USDT Và cái đồng là USDT này thì mình mới là rút được Còn đối với bi thì mình vẫn là đang là đào sau là 24 giờ Mình cần vào bấm cho đào còn hiện tại là cái đồng bi này mình chưa giao dịch chưa rút vào đâu được Cũng như là cái ví mình mới liên kết này thì nó là bước đầu tiên nhé, còn phải đợi sau này hệ thống cập nhật à, thêm những cái chức năng là mình sẽ sử dụng cái ví này như thế nào hay là khi nào mà mở cái đồng bi này để mà rút ấy thì mình sẽ là làm cái video để mình hướng dẫn và cập nhật thêm cho bạn nhé. Còn video này mình chỉ là cập nhật sơ quan đây cho bạn biết cách là cai C và các bạn biết cách là liên kết ví. Bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn trên cái video trước. Rồi chúc mừng bạn đầu tiên là bạn nào Huy Quải nha, chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là bạn là Hoàng Quốc nha, chúc mừng bạn nha. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví t để mình trả thưởng và các bạn xem video mình thì để lại cái comment bên dưới nhá. Cứ cái video sau mình lấy ra cái comment trên cái video trước mình sẽ là quay cái event tặng thưởng cho các bạn và mình sẽ là tặng thưởng cái đồng tiền điện tử là đồng TX nhé. Còn video này mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.